Sina ngày 17 tháng 9 đưa tin, Lý Liên Kiệt thế hệ đây tham gia buổi lễ khánh thành một phim trường tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ngôi sao võ thuật 56 tuổi mặc quần áo tối màu giản dị, đôi mũ lưỡi trai và đeo mắt kính. Mái tóc của Lý Liên Kiệt dài hơn trước, gương mặt tư tỉnh, làn da khỏe mạnh, khác hẳn hình ảnh già nua như ông lão 80 tuổi hồi năm ngoái. Không chỉ vậy, ngôi sao quát nguyên giá còn tăng cân thấy rõ, lộ bụng mỡ dưới lớp áo. Hình ảnh một Lý Liên Kiệt khỏe mạnh, trẻ trung khiến người hâm mộ vui mừng. Nhiều người còn hy vọng ông sẽ sớm tái xuất màn ảnh. Theo kế hoạch, tài tử họ Lý sẽ trở lại màn ảnh rộng rãi với dự án Quan Một Lan của hãng Disney, bên cạnh Lưu Diệp Phi, Cũng Lợi. Ban đầu, ông định từ chối vì lý do sức khỏe, nhưng sau cuối quyết định nhận lời để chiều lòng hai con gái. Ngôi sao võ thuật bị chẩn đoán bận rộn căn bệnh cường giáp trạng từ năm 2010. Từ đó, ông hoạt động showbiz nhỏ giọt để chuyên tâm chữa bệnh, điều dưỡng sức khỏe.